Rồi, xin chào anh em. Do dạo này mình clip Man Blade 2 Battle Lord thì có dùng khá nhiều mod mix vào với nhau. Thì có rất nhiều bạn hỏi mình là cài mod như nào, hay là xin mình hướng dẫn cài đặt mod mà mình đang chơi. Thì lúc đầu mình cũng không tính làm đâu, nhưng mà cũng do cũng quá nhiều bạn hỏi, thế là thôi hôm nay mình sẽ tiếp tục, mình sẽ làm thêm một cái video nữa về hướng dẫn cài đặt mod trong tựa game Man 2. Trước mình có làm một clip rồi, thì các bạn có thể xem tham khảo đấy, thì cứ coi như cái clip đấy là clip cơ bản để cho các bạn cài các loại mod. Thì ở cái video này thì mình sẽ coi đây là video hướng dẫn cài đặt mod nâng cao để giúp cho các bạn là cài những cái mod lớn mà hiện nay thì Nexus họ update rất nhiều mod hay cho tựa game này. Thì ở đây trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể một số mod quan trọng các bạn phải có, không phải phải có mà nên có đó, nên có để có thể là chơi được cái tựa game này một cách hợp lý. Rồi đầu tiên ý, trong cái vấn đề cài mod thì chúng ta phải quan trọng nhất đó là cái version game. Đó, cái version game cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải cài mod sao cho cái version của mod nó phải khớp với version của game. Thì hiện tại ở cái thời điểm mình làm video này thì hiện tại game đang là version 1.5.9 và bản beta là 1.5.10. Thì theo mình thì chúng ta nên chơi ở bản version 1.5.9 chứ đừng nên chơi bản beta. Tại vì nó thứ nhất là nó chưa ổn định. Cái thứ hai nữa là trên Nexus thì họ update thì họ chỉ update theo game gốc thôi, theo cái version gốc thôi. Version hiện tại là 1.5.9 thôi, chứ họ ít có cái mod nào nó update lên 1.5.10 lắm. Có nhưng mà nó ít, nó không đầy đủ. Theo mình chúng ta cứ dùng 1.5.9 đã. Khi nào 1.5.10 nó cho chính thức thì chúng ta chơi. Đó, chúng ta nên chơi như kiểu đấy thì nó sẽ đỡ được cái vấn đề crash game hơn và chúng ta chơi được nhiều mod hơn, nó không bị hạn chế. Rồi, vậy thì để cố định cái version game ở 1.5.9 thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta bấm chuột phải vào game này. À, lưu ý ở đây là video này dành cho game bản quyền nhé. Cụ thể là game bản quyền trên Steam nhé. Còn game bản quyền trên Epic thì mình không biết đâu. Đây là game bản quyền trên Steam. Ok. Correct thì mình không rõ. Thì chúng ta bấm chuột phải vào phần profile, sau đó chúng ta chọn beta này. Đó, chúng ta chọn đúng cái version chúng ta muốn. Đúng cái version chúng ta muốn, chúng ta chọn vào. Sau đó game nó sẽ update theo. Bình thường nếu mà các bạn download game về thì nó sẽ không cố định ở 1.5.9 đâu. Nó sẽ là mặc định. Nó sẽ là không. Đó. Thì chúng ta phải chọn đúng cái version đó. Thì game update xong, cài đặt xong thì chúng ta bắt đầu bước thứ hai, đó là lên Nexus để kiếm mod. Thì ở trên Nexus thì có rất nhiều mod thú vị. Thế nhưng mà thực sự những cái mod nào chúng ta cần thiết để cài vào game thì chúng ta phải lựa chọn, không phải mod nào chúng ta cũng dùng được. Thì ở đây video này mình sẽ tổng hợp cho anh em một vài cái mod mà chúng ta nên có trong cái tựa game Man 2 Battle Lord này. Thì đầu tiên đã trước đã thì chúng ta mình sẽ dạy anh em cách mà tìm mod sao cho hợp lý. Thường thường ấy thì khi chúng ta chọn vào phần mod của Man Blade ra trên Nexus Mod đúng không, chúng ta sẽ có những cái thanh công cụ như này. Thì thường thường như mình tìm mod thì mình sẽ tìm ở hai cái tab, đó là Popular 30 Day, tức là những cái người nhiều người dùng nhất trong vòng 30 ngày trở lại đây, và cái thứ hai là cái update. Thường thường thì mình sẽ check cái Popular 30 Day này là để xem có những cái mod mới nào hot không, mod nào hot không. Đó, mình xem qua một lượt, sau đó mình mới bấm vào phần update. Phần update này là phần mà cập nhật những cái bản mod update gần sát nhất, mới nhất bây giờ. Họ sẽ cho một list này. Đó, và mình sẽ bắt đầu mình dò ở đây, mình tìm xem mod nào hợp lý thì mình chơi. Bởi vì thường thường là ở cái phần update này thì cũng chưa chắc là có cái phần mod Pavilion 30 Day, nên là chúng ta check như thế. Thì check ở cái phần update này là chuẩn nhất luôn để chúng ta có thể cài được mod.
sao cho nó không bị lỗi crash trong lúc chúng ta chơi. Đến bước này thì mình sẽ tìm cho anh em một số mod mà chúng ta nên có, nên có đầu tiên. Đầu tiên đó là để mình xem nào. Đây, mod Impro Garrison, đây là mod tự động tuyển quân. Cái mod tự động tuyển quân này nó sẽ giúp cho chúng ta không cần phải lo lắng về vấn đề thiếu hụt quân, mà có thể khi nào đánh trận hết quân thì có chạy về thành và lấy thôi. Hoặc là có thể chỉnh là cho quân tới tiếp viện nạp thêm vào. Nhưng mà cái mod improvisation này chúng ta cần phải biết dùng một chút, tinh chỉnh một chút để sao cho, bởi vì nếu mà không để mặc định ấy thì nó sẽ tiêu tốn, nó sẽ tuyển rất là bừa phứa và nó không đúng những cái lính mình cần, và cộng thêm là nó sẽ tăng cái số lượng tiền duy trì những cái quân đoàn lớn như thế ở trong các thành rất là tốn kém. Đó, thì cái mod này cũng khá là quan trọng, là giúp cho chúng ta chơi campaign nó đỡ phải tốn cái thời gian đi luyện quân cấp 1 lên, mà chúng ta sẽ có thể lấy luôn quân ở trong thành. Thì nó cũng hợp lý, bởi vì quân mang quân đi đánh xong rồi ở trong thành người ta vẫn luyện thêm đó, xong rồi lúc nào hết thì lại cấp thêm cho mình. Thì đây cũng là một trong những mod hợp lý, nhưng mà phải biết chỉnh, cố gắng chỉnh cho nó nét nét một tí. Thì chỉnh như nào thì cái mình không hướng dẫn, ở trong game thì các bạn mod họ cũng là một phần tutorial rồi, các bạn có thể xem hướng dẫn ở đó. Thì cái mod đấy thì cũng không có gì cả, chỉ có là ném vào trong trong cái module của mà hết thôi. Thì xem ở clip hướng dẫn cơ bản các bạn có thể biết làm. Cái mod đấy thì không có vấn đề gì về cài cả. Rồi, tiếp theo là cái mod khá là quan trọng, đó là cái mod configuration menu. Đây là cái mod siêu quan trọng. Có rất nhiều mod phụ thuộc vào cái mod này. Có rất nhiều mod nó phụ thuộc vào cái mod này. Ví dụ như là mod cờ, mod lính cầm cờ, mod bắn tên lửa, mod nói chuyện từ xa. Đấy là những cái mod mà mình dùng đều phải qua cái mod này thì mới có thể sử dụng được. Thì cái mod này nó giống như là một cái tab ở trong game. Đây, nếu mà khi cài mod này xong thì chúng ta sẽ có một cái option, đó là mod option ở đây. Đó, và chúng ta có thể tinh chỉnh ở trong này. Ví dụ như là cái BMI banner này là cái mod mà lính cầm cờ của mình, thì mình có thể tinh chỉnh trong này. Đó, mình thích chỉnh cái gì thì mình chỉnh. Ví dụ như là chỉnh những đơn vị nào được phép cầm cờ. Đấy, 2, 3, 4, 5, 6. Mà lúc trước thì lúc đầu thì chỉ có 3, 4, 5, 6 thôi. Nhưng mà mình muốn thêm đơn vị cấp 2 cầm nữa thì mình thêm số 2. Ok, vào đây. Là nó có rất nhiều option được chỉnh. Các bạn có thể xem ở đây. Đây, ví dụ như là cái này. Cái này là tầm tỷ lệ cầm cờ. Ví dụ như 10 người lính thì sẽ có một cái banner. Mình đang để cái đấy thì lúc vào trận thì cờ nó sẽ kiểu dập trời hơn, nhìn nó sẽ thích mắt hơn đó. Tất cả chúng ta có thể chỉnh ở đây. Thì cái mod, cái menu mod đấy, mục đích của nó là như thế này, để giúp cho chúng ta tinh chỉnh những cái mod này ở trong game luôn đấy. Mod tele này, mod nói chuyện này đấy. Rồi mod bắn tên lửa này, Chỉnh như nào ở đây. Thì phải có cái mod đấy thì mới chỉnh được. Thì cái mod này nó cũng hơi quan trọng, nó cũng hơi phức tạp một chút. Hơi phức tạp một chút. Bởi vì khi chúng ta cài cái mod này ấy, nó yêu cầu chúng ta là thêm 3 mod nữa. 3 mod nữa để có thể cài được mod này. Đây, khi chúng ta bấm vào down này, đấy, nó yêu cầu chúng ta 3 mod này: Butterfly, Harmony, UE Extender, X. Thì chúng ta cứ cài đủ, đấy, chúng ta cứ bấm vào đây thôi và nó sẽ hiện ra một tab mới và chúng ta download. Đó, download cho mình đủ 3 cái mod này, vứt vào thư mục game, kèm thêm cả cái mod configuration menu nữa là 4 mod để vứt vào thư mục module của game. Xong rồi, chúng ta phải để nó theo thứ tự. Thứ tự như nào? Bởi vì nếu mà các bạn không để đúng thứ tự ấy thì nó sẽ bị thông báo. Đó, thì thứ tự của cái game này, của cái mod này chúng ta sẽ đặt theo thứ tự này. Đặt theo thứ tự này thì nó sẽ không bị thông báo là đặt sai thứ tự nữa. Còn tránh trường hợp là lỗi hay là crash game trong quá trình chúng ta sử dụng thì nên để như này. Thật ra thì trong những cái bản mod này thì modder họ viết cũng rất là chi tiết trong này rồi. Họ viết rất là chi tiết rồi. Đấy, thì các bạn nên đọc ở trong này.
Nếu không biết tiếng Anh thì có thể translate sang tiếng Việt. Đấy. Thấy chưa? Người ta để bảo cài ở đâu này. Đấy. Cài ở đâu người ta ghi hết trong này rồi. Chỉ làm theo đúng thôi. Chịu khó đọc là cài được. Đây, họ ghi luôn là nên để thư mục như nào. Đấy. Nên để thư mục như nào, họ ghi rất rõ đây này. Thứ tự trong lau thì giống như thế nào, đây họ cũng ghi rất rõ luôn. Harmony, Butter, Library, UI Extender XS và Mode Configuration Menu. Đó, họ đầy đủ cho mình. Nên là chỉ cần là đây cả chặn bỏ chặn DLL như nào họ cũng đã làm hết. Đấy. Nên anh em cài mốt chú ý chịu khó đọc vào, đọc cái phần giới thiệu của mốt là các anh em cài được. Chứ anh không chứ nhiều ông không chịu đọc. Cứ hỏi thôi. Hỏi nó không ra được vấn đề bởi vì trong lúc mà tôi stream mà ông hỏi tôi không thể nào trả lời được. Nó cũng rất là phức tạp. Nó không thể nào nói được trong lúc bằng nói bằng lời cũng không thể hiểu được. Nên chịu khó đọc và chỉnh translate sang tiếng Việt rất là đơn giản. Đấy. Thì mốt này là mốt rất là quan trọng chúng ta nên có và cài đặt đầu tiên. Thứ tự cài như nào thì ở đây người ta cũng ghi hết rồi. Cứ thế mà làm theo thôi. Ok. Rồi, như vậy là hướng dẫn xong cho anh em cái mode mode configuration menu này. Bây giờ tiếp một cái mode nữa là một mode auto shader. Thì auto shader thì cũng cài giống như invocation thôi, không có gì cả. Mode này giúp cho chúng ta mua bán một cách auto tự động. Nó sẽ chỉnh cho chúng ta mua được hàng rẻ và bán được hàng giá cao. Thì mode đấy cũng rất là quan trọng. Như campaign đại đường ấy thì có ông nhiều ông hỏi là cài mốt như nào hay là game Nhật Bản thì cài mốt như nào thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây tôi sẽ ví dụ luôn một cái mốt về đại đường đi. Đây rồi xin Vương quốc Hoa Hạ chúng ta sẽ để sang sẽ để lại tiếng Anh. Đây vừa xin Kingdom đấy. Bấm vào đây. Rồi. Ở đây các ông đọc ở dưới này thì người ta cũng hướng dẫn chi tiết lắm rồi. Install này, người ta hướng dẫn phần cài đặt này. Cài đặt như nào, họ ghi hết ở đây. Rất là dễ. Rồi vào phần file nhá. Vào phần file ở đây chúng ta lưu ý này. Phần download của mod ấy thì luôn luôn có hai phần đó là main file và option file. Old file thì chúng ta không cần quan tâm trừ khi ông nào chơi crack ấy thì quan tâm cái này. Chơi crack thì nó không nó có thể là chơi crack ở phiên bản 1.5.6, 1.5.7 thì chúng ta quan tâm đến cái này để chúng ta đào đúng version game. Bây giờ nếu mà chơi ở bản bản quyền ấy mà trông như chơi ở tôi ở bản 1.5.9 thì chúng ta chỉ quan tâm ở main file và thêm một tí option file. Option file là kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đó. Thì ở main file này ở đây chúng ta có hai phần. Người ta ghi rõ đây này, for 1.9 dành cho 1.5.9. Đấy. Nó thêm cái gì? Thêm cái gì? Họ ghi ở đây. Đó, chúng ta chỉ việc đào và vứt vào. Còn ở cái dưới này. Dưới này là for benelux 1.5.10 beta là cho ông nào muốn chơi bản beta 1.5.10 thì đào cái này. Chứ không đào cùng lúc hai cái nhá. Đọc kỹ ở đây, nó chỉ dành cho version nào đào đúng version đấy. Thì đa cái mốt này ấy, nó lại yêu cầu đến 3 mốt nữa. Đó, thì cũng làm đúng như cái bản mốt, giống như cái mốt menu kia. Và chúng ta cũng đa ba cái này. Cũng đa đâu ba cái này thôi. Và ba cái này thì nó không cần ghi thứ tự. Cái mốt ATC này thì tôi hình như cũng không cần theo thứ tự đâu. Đấy, thứ tự hay không thì nói chung anh em đọc ở đây. Nhưng mà lúc tôi cài vào thì tôi vứt vào tôi cũng không theo thứ tự gì cả. Và chơi thì cũng không vấn đề gì. Trừ khi nào mà tôi chơi có vấn đề gì thì tôi mới check thôi. Thì cái mod ATC này thì nó sẽ giúp cho chỉnh một chút, tinh chỉnh một chút về trong cái cây quân đội. Nó sẽ thêm một số cây quân đội mới. Thì phù hợp để cho cái mod này nó cài vào. Đó, chúng ta đào đúng ba cái mod này. Vứt vào thư mục thôi là xong. Bao gồm cả mod này nữa. SPGC và bao này là 4 mốt để có thể chơi được mốt đại đường.
Thì mốt Nhật Bản thì cũng cả như vậy, mốt nào cũng cả như vậy. Tất cả những gì chúng ta bấm vào thì đều được hướng dẫn rất là chi tiết rồi, gần như là không cần phải nghĩ gì cả. Dạo đây là tôi thấy có một cái mốt mà nó gọi là nó mix tất cả các mốt khác vào. Để tôi tìm cho anh em nó là cái mốt gì. Đây. Skin Boy Warm Up Scan Merge. Đấy. Cái mốt này là cái mốt mà modder người ta ghép tất cả các bản mốt lại. Họ ghép tất cả bản mốt Hứa Xin Kingdom, Testosin này, rồi tất cả những cái mốt kiểu như là mốt La Mã La Bụp, họ ghép lại thành một mốt đó để cho anh em đào đấy, Amazon rồi các thứ đều được tích hợp hết vào đây. Những cái mốt mở rộng map ấy người ta gộp sẵn vào đấy, anh em nhìn này, map Nhật, map Nhung họ đều gộp lại, Amazon rồi La Mã này đó. Thì anh em có thể tiện, anh em có thể dùng luôn cái mốt này cài vào. Mốt này thì tôi chưa test nhưng mà chắc cũng không vấn đề gì đâu. Nếu mà cài mốt này thì chúng ta không nên cài, không đào những cái mốt à đây, tôi cũng chưa chắc, tôi cũng chưa biết đâu vì tôi chưa test. Không biết là có phải đào mốt gốc không. Đó. Nếu mà nó yêu cầu thì anh em cài, còn không thì thôi. Đây, cách sử dụng này, đảm bảo bản mốt này phải ở cuối cùng. Đó, đây là thứ tự được tải về đề xuất trong giảm có. Thì anh em cố chú ý để cái mốt đấy nó ở dưới cùng nhá, tít từ từ tít tít dưới này, làm đúng theo lời họ bảo. Đây họ còn thêm ví dụ luôn này đấy. Như vậy là cái mốt này là cái mốt support thôi, các ông vẫn phải cài ba cái mốt kia, ví dụ mốt Hứa Xin Kingdom, mốt Đại Đường ấy, mốt Nhật Bản, các ông phải cài hai cái mốt gốc trước, sau đó các ông cài cái mốt này. Đó. Nếu mà dùng thêm cái Kalandia Expander này thì chúng ta tải trước để lên. Có cái mod support này thì để ở dưới, nói chung là để ở dưới cùng. Đó, tải về. Đây này, nó cũng yêu cầu Kalandia bản mở rộng. Đó, và lúc này thì chúng ta cài đúng theo hướng dẫn của họ là chúng ta cài được thôi, đấy, rất là đơn giản. Đó. Rồi có lẽ là hết rồi đấy, tôi cũng thấy không 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 còn gì để nói nữa. Bởi vì cơ bản là nếu các ông chịu khó đọc cái mốt họ, cái modder họ viết ra thì các ông chắc chắn sẽ cài được, không có lý do để không cài được. Và một à thêm một cái lưu ý nữa là các ông nên không nên cài những cái mốt xung đột, ví dụ như là những cái mốt lớn. Tôi chưa test cái mốt hợp nhất này, thế nhưng mà nếu mà theo tôi thì ví dụ như chúng ta chơi Đại Đường và Nhật Bản nhé, ghép vào một ghép chung vào nhau ấy thì chúng ta nên, theo tôi là cũng không nên, chỉ nên chơi một mốt lớn thôi. Ví dụ chơi mốt La Mã thì chơi chỉ mốt La Mã thôi, chơi mốt Nhật thì chỉ chơi mốt Nhật thôi, chơi mốt Đại Đường thì chỉ chơi mốt Đại Đường thôi. Còn nếu nếu mà muốn mix ba cái mốt đấy vậy thì chúng ta phải khá là test, phải test trước, và thứ hai là phải biết am hiểu về cái cài mốt này một chút, chuyên nghiệp một chút thì mới chơi được. Còn nếu mà anh em nào mà amateur thì theo tôi là không nên chơi một mốt riêng lẻ trước thôi. Nếu mà chơi gộp thì có thể tham khảo cái mốt tôi vừa nói. Cái tên tiếng Anh của nó đây này, Skin Boy Warm Up Central Manager. Đấy, chúng có thể tham khảo cái mốt này để có thể cài. Đó, thì những đấy, thì những cái mốt mà thêm những cái clan mới hay làm lại những cái mới thì là những cái mốt lớn, chúng ta nên dùng một cái thôi. Rồi những cái mốt nhỏ nhỏ thì chúng ta có thể cài chung vào, nhưng mà cũng không tránh trường hợp là dùng trùng, ví dụ như là mốt lính cầm cờ rồi thì đừng dùng thêm một cái mốt nào nữa mà cũng lính cầm cờ tương tự, nó rất dễ xung đột. Ví dụ mốt nào mà thêm đơn vị lính của Valandia chẳng hạn thì cũng không dùng một cái mốt nào nó tăng đơn vị cho Valandia nữa, chỉ dùng một cái thôi. Không bao giờ được dùng, không nên dùng những cái mốt hai cái mốt giống tương tự nhau vào cùng, nó rất dễ crash, nên dùng mỗi loại một cái thì là nó sẽ không bị crash, tránh trường hợp crash. Và lúc cài mốt thì chúng ta nên cài một mốt xong rồi chúng ta vào game chơi chơi một lúc, thấy có vấn đề gì thoát ra xong lại cài tiếp đó, thì chúng ta test xem là mốt nào hoạt động, mốt nào không hoạt động, mốt nào không hoạt động thì bỏ đi, và phát mà bị crash thì bỏ mốt đi đó. Thế thôi,
Rồi tổng kết lại nhá. Cài game và mod đúng theo version của nhau. 1.5.19 thì cả hai đều phải thế. 1.5.10 thì cả hai cũng phải 1.10. Và cài theo cái chữ chỉ dẫn của modder mà họ yêu cầu. Đó. Tất cả bản mod đều có hướng dẫn rất cụ thể ở phần giới thiệu. Anh em có thể đọc ở đấy. Và xem video thì tôi nghĩ là anh em bây giờ chắc cũng biết cài rồi, cũng rất là đơn giản thôi. Còn cụ thể cài vào folder nào, mục nào thì anh em có thể xem video hướng dẫn cơ bản của tôi, thì tôi đã hướng dẫn rồi. Đó. Rồi, thì có lẽ là hết rồi đấy, tôi cũng thấy không còn gì để nói nữa. Thì hy vọng là với cái video hướng dẫn cài mod nâng cao này thì chúng anh em có thể thưởng thức được những cái bản mod rất là hấp dẫn trong tựa game Marvel Hyperlord. Bởi vì thực sự nếu mà chơi game này mà không chơi mod thì thực sự nó không thú vị. Những bản mod ở trên Nexus nó rất là chất lượng rất là cao luôn, chất lượng rất là cao mà chúng ta không thưởng thức thì cũng rất là phí. Cộng thêm ở trong tương lai thì sẽ có những cái mod như mod Medieval, đó, mod hải chiến, thủy chiến, đó, rất nhiều mod thú vị. Đó. Mà chúng ta không dùng sử dụng hay chơi thì rất là phí. Rồi, video đến đây thôi. Hy vọng là anh em có thể cài được mod thành công. Chúc anh em may mắn và chúc anh em thưởng thức tựa game này một cách trọn vẹn. Và nếu xem video thấy hay thì bấm nút ra subscribe với chuông để ủng hộ mình. Hẹn anh em ở những series tiếp theo trong tựa game Marvel Blade 2 Battle Lord này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.